Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ du hành qua Tower of Fantasy. Và nãy giờ đang kẹt trước cổng thiên đường các bạn. Chắc được 15 phút rồi đó. Lúc đầu là nó hình như 1000 mấy lần. Và hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Ngày đầu mình không có chơi bên Ethereal Dream này. Ngày đầu là nó khuyến khích, nó chọn sẵn luôn server Eden là nó ở Asia Pacific. Mình tưởng cái cụm đó là châu Á, cho nên mình chọn cái server khác trong cái cụm Asia Pacific, cụm Atlantis gì đó. Cái vô đi được một hồi cái thấy toàn nhân vật tiếng Trung Quốc thấy nghi nghi ngộ ngộ rồi thì chơi một hồi off ra lên group Facebook cái mới biết là người Việt của mình ở Ethereal Dream này nhiều. Rồi cái vô tìm lại thì Ethereal Dream nó nằm ở cái cụm lên là Southeast Asia luôn các bạn. Cái cụm đó nằm tuốt ở phía dưới luôn. Mình không hiểu tại sao cái logic gì mà Asia Pacific nó xếp ở trên mà Southeast Asia nó lại xếp ở đâu đó. Cho nên hôm nay mình chọn lại Ethereal Dream. Ok, bây giờ thì chờ tí. Later that same evening. Yeah. Nhân vật nam tên là Ok về. Ôi trời, ôi trời. Một, một. Ok, chém hộp. Hộp. Leo rào, leo tường. Ok, leo nãy giờ. Lụm đồ. Push. 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 Speed. Ôi trời ơi, trời đồ hú hồn. Rồi lại lại chém nhau. Ngon nhèo vô. Ngon nhèo vô. Ok game. Easy game. Vô nè. Này thì có đứa nào mạnh hơn tí không? Lượm đồ cái. Suppressor là kiếp đi. Cái này nghe rồi cho nên không sao đâu. Zik. Skip, skip, skip. Ủa cái này không skip được hả? That's Shirley, and I'm Zeke. You saved me? Of course. We found you passed out behind the Shirley này nó bị lỗi á các bạn, tức là câu đầu tiên thì nó không có lồng tiếng, còn lại tất cả thì hình như lồng tiếng hết. Ok lỗi. Như đoạn này Paimon xuất hiện đúng không? Paimon phiên bản Mecha. Còn đây là Amber. Rồi đi tìm Celine nè. Ôi giời gì vậy? Auto spring đi. Hey, see that battleship up ahead? Bethlehem. My brother said it's been here for 50 years. 50 years? Yeah, when the cataclysm took place, an omnium explosion destroyed an entire fleet that was patrolling nearby. Ai vậy? Gaia. Rồi tới tiết mục mất thời gian nhất trong trong game. Ok. Seven hours later. Ơi mình thề đây là cái tiết mục mất thời gian nhất trần đời. Ok, vô. Cái đầu có vẻ xanh. Xanh quá mức cần thiết mà thôi kệ bà nó đi. Ủa, không điều khiển được hả? Cái này đang đi thu mẫu. Thu mẫu nghiên cứu. Y nó có cái gì trên đó lát bay lên trển hả? Clip lên rồi chọi vô đúng không? Chọi. Yeah. Quánh lộn. Heo 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 rồi, heo is on your way.
này hay ta. Ơi trời trời, gì vậy? À biết rồi, cái này là đầy đầy cây vũ khí, xong rồi đổi vũ khí là sẽ được một cái hiệu ứng gì đó đặc biệt. Rồi không quan tâm lắm. À, cái gì e hả? Ừ e. Vô đây bưởi. Cái gì nữa vậy? Thiệt luôn á, đang giữa trận mà đi upgrade weapon, không biết cái logic nó từ đâu ra. Enhance. Úi giời ơi. Úi da. Né perfect, chắc phải luyện thêm cái trò đó. Sorry thỏ. Sorry. Y cá. Rồi, đơn giản thôi. Số 2 hả? Chết bắt rồi. Đó là cái gì? Lure hay là guided? Explore đi cho nó khó. Giờ làm gì ta? À đi tới cái tòa tháp mà có thang máy á đúng không? Úi dồi ôi trời ơi. Lên đường. Úi trời ơi, perfect evasion. Ok game. Yeah. Cái gì đây? Chết rồi, chơi ngu rồi. Này thì ông rùi các thứ. Hết thể lực. Hồi thể lực. À thôi vậy, này thì bay xuống. Ơi trời ơi, suy nghĩ kỹ lại. Cuộc đời con dài. Ê! Cái gì vậy? Quy. Hú hồn, hú vía. Ủa rồi giờ bay xuống dưới đó được không vậy? Chứ đâu có đủ thể lực đâu. Giờ làm sao? Chết rồi, giờ làm sao? Ủa trời, chủ cha. Hết thể lực mấy ơi. Cái này là cái gì vậy? Watercore là con này đúng không? Thảy vô nè. Thảy. Alright, được một cục gì đó ở đây. Black Nucleus. Rồi bây giờ đi phá hộp một xíu nữa thôi rồi đi làm nhiệm vụ chứ. Ê, cái dao găm này chơi vui quá ha. Ôi giời. Perfect evasion. Easy. Easy game. Nhạc nghe drama quá vậy. Trời ơi. Ê, cái này là summon phải không? Ôi dồi ôi, nghe nhạc đúng drama luôn. Go Nucleus. Escape the order, một weapon. Special order. Ờ đúng rồi, gacha nè. Gacha. Nó màu vàng vậy là ổn không vậy? Nó màu tím.
SR. Ồ, màu tím là SR đúng không? Thì có không biết gì để mà vui mừng. Thunderous Halberd là một cây thương. Simulacrum. Rồi tên của nó là gì vậy? Thunderous Halberd đúng không? Ok game. Rồi sao? Return. Test out your new weapon. Enter Simulacrum. Trời ơi, cái gì vậy? Này là sao vậy? Ý là sao? Echo. À, Echo là tên của Simulacrum. Mấy cái này là cái gì vậy? Mấy cái này là mấy cái này là nhân vật á hả? Trời thiệt, cái hai lúa với quê mới lên không biết gì luôn. Ôi rồi ôi kinh. Cocoriter, Cocoriter. Go to activate harvester e không. Ủa gì? Ủa mà khoan, mình không có bật Simulacrum lên được không? Cái này nó có ảnh hưởng gì tới chỉ số không vậy? Cái này chỉ là skin thôi đúng không các bạn? Hay là sao nữa? Trời ơi, lại nhà quê hai lúa mới lên. Nếu được thì mình thích chơi cái nhân vật chính hơn, còn Simulacrum hay là weapon thì từ từ tính sau ha friend. Cái này là gì vậy? Gold Nucleus. Cục này để làm gì vậy? Mua vũ khí hả? Gì đây? Claim. Có quà là cứ claim thôi. Ôi trời ơi, ghê ơi. Sao nhiều loại quá vậy? What the Từ từ, chắc mình phải đi chậm lại, mình nhìn hết tất cả các loại summon coi để có thể summon ra được cái gì. Rồi, thấy nó xanh lè rồi, thấy xàm rồi đó. Rồi, cái AM Black, cái kiếm điện, ok game. Mà thôi, mình làm luôn cái summon đi ha. Rồi, tiếc để làm gì không biết. Thêm cái nữa đi. Kiếp có cái dấu hiệu nào để nhận biết sớm không, hay là phải vô đây mới biết được? Rồi lại xanh lè rồi. Hả? Order 1. Lại xanh lè rồi. Ô là cái cung xanh lè nhưng mà được đồ mới. Gold Nucleus nè, đi chơi luôn đi ha. Sợ quái gì. Animation bao mất thời gian luôn. Xanh lè. Không, cái này là tím lè. Ồ, không có 5 sao. Buồn ghê. Rồi 4 sao là được đứa nào vậy? Cung Nightingale's Feather. Alright. 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 Ok. Nightingale's Feather. Rồi tại sao mình lại còn 11 cục nữa ta? Chơi tiếp đi. Khuyến mãi cho cái SSR đi please. Tím lè. Rồi hết vui rồi, thôi skip. Skip, ủa skip là nó có. Thôi skip đi thì 4 sao mà. Who are you? Who are you? Terminator. Là nó cầm cái gì vậy? Thôi vậy mai mốt đừng skip. Tới khi nào thuộc hết đồ rồi thì skip. Switch cái này ra đi, xin lỗi. Nhưng mà mình không. Súng. Súng băng. Sao súng băng là cái nào vậy? Số 3. Trời ơi, gì mà nhìn xảm gì trời, nhìn bao phèn luôn. Ồ, không có hay gì hết trơn. Hello Shelly, mình đã lượm lõi power và lượm được vài món vũ khí mới. Có cần phải bấm gì không hay là nó tự nó như vậy thôi? Tiện lợi quá vậy. Quánh lộn phải không? Ok.
chào ta. Rồi, chưa có quen với cái ok game. Attacking the Ravager. Sao cây thương này đánh có vẻ cùi bắp quá ha. Ok 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 game game game. Ngưng nói chuyện. Để thử cây súng coi nó có gì hay. Yeah. Ok được rồi súng. Ê sao bây giờ nó lại được quá nè. Là thôi mình cứ đứng ở đây mình bắn đi. Việc nhẹ lương cao. R là gì ta? Oh my god. Alright, hảo súng. Giờ làm sao để xuống? Mình có cần làm gì không ta? Mình... Ôi trời đất ơi. Như Doctor Strange quá ha. Cổng không gian các thứ. Rồi ơi ơi rồi cái gì? Hai shooting bow hả? Trời ơi thời đại nào mà. Ủa cha. Nó đang bắn mình phải không vậy? Ủa cái R là cái gì ta? Bắn không dính gì hết. Ủa. Ôi đơn giản quá ha. Ôi dồi ôi trời. Get out of the way. Thằng này đi ra chỗ khác. Trời lượn. Bắn không dính gì. Suppressor energy gì á đúng không? Nên đổi cái thương ra đi, không có quen đánh với cái thương. Là what the hell man. Ủa rồi mình phải bắn cái gì? Rồi bạn có gì trúng không vậy trời? Cái số nó nhảy ít quá vậy. Sao hết trúng rồi? Ủa sao nó hết nhảy số rồi vậy? Nè rồi được rồi nè. Beautiful. Ok. Mắc mệt ghê. Dodge Fantasia. Rồi hiểu. Cái gì vậy trời ơi, đã biết rồi. Một. Sao lại bay ra đây chị gì em biết. Chứ bắt gì hụt không thì chịu không nổi. Úi, vậy cái đó là không né được hả? Chưa kịp lượm đồ nữa đã bắt open the map rồi. What the hell. À nói là để đi mở cái này mà cứ không mở được. Type 1 supply port. Này là cái gì vậy? Phải bỏ tiền ra để mua bass nữa đúng không? Qua đi.
Claim. Ơi vậy cứ 10 đi ha, 10. Làm sao giùm? Vàng giùm đi trời, nãy giờ tím không à. Rồi lại. Oh! Ok. Composite bow, frosted spear. Ê, ra cái gì mà liên quan tới băng giá là ok, rất là hợp cái màu. Tuyệt đỉnh băng giá. Ai vậy? Ai vậy? Symbol. Ơ nó ra băng nè, nhưng mà nó là 4 sao SR. Wow. Ok, Samir nghe đồn là DPS mạnh. Ok, tốt. Mặc dù không băng nhưng mà thôi kệ. Ok, còn 10 cục bên này nữa nè. Bên này cũng có Samir nè. Sâm luôn ha. Sâm luôn đi. Rồi, xanh lẹ rồi. Má ơi, xanh thì thôi bài. Đâu rồi. Trời. Đồ 5 sao có khác. Đúng là đồ SSR có khác. Xịn vãi. Ấy cái này giống y chang trong Basara luôn á. Các bạn nào có chơi Basara sẽ biết cái màn này. Đùng. Rồi cái màn này nữa nè. Ok. Súng của Samir luôn. Rồi. Có vẻ đã. Rồi và chắc mình sẽ dừng video tại đây, các bạn cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip kỳ sau Tower of Fantasy. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Bye.